ngồi uống trà ở trong. Vô đi, vô đứng ngồi núi đá em chụp cho. Này đang đứng ở cái trạm dừng chân này nè. Chạm dừng chân, ghé vô chạm dừng chân rồi. Hàng trong này nó bán cái gì đấy. À, đi 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 để quay đấy. Đây là quang cảnh ở cái chỗ chạm dừng chân sản phẩm An Phương đấy. Đi vô trong này xem trong này nó bán cái gì. Bán thằng này hôm nay bán cam hấp. Thôi cam mới. Đây là có chuối này. Đây là các loại mũ đặc sản cao nguyên đá. Đây là các loại mũ của các hãng du lịch. Vô trong này tinh dầu gỗ Ngọc An đó, ăn mũ cái này trong này là quá trời mũ thịt này bao nhiêu. Sáu trăm rưỡi một bịch. 650 một bịch. Đây 400 mấy bịch. Đây là nấm linh xanh tự nhiên. Cái này có nấm linh xanh tự nhiên luôn đó quý vị. Còn nấm đông trùng hạ thảo 1.230.000. Đông trùng hạ thảo. Đi. Đấm đông trùng hạ thảo quá nhiều. Này là những đặc sản vùng Tây Bắc, hoa trà san tuyết cổ thụ 330.000 một vũ này. Này hoa đu đủ đực này, hoa đu đủ đực có bán bao nhiêu đây? 340. 340.000. Này là trà san tuyết cổ thụ 450.000. Còn cái này là hạt ốc chó này. Ốc chó ta 220.000 một ký. Rồi 200.000 một ký. Hôm qua mua dưới kia 400, 650. Hôm qua đó 820 đó. Không biết là mua mày nó mắc hơn dưới nữa. Hả? À, 700 một bịch kiểu vậy hả? Đấy, khách hàng đang vô mua quá trời.
mà chỗ đó thì là nó bị cấm rồi. Sao mua cái nào? Cây mũ tình. Cây mũ tình. Nấm ấy này, nấm tai mèo 140 ngàn. Wow. Còn trong đây nữa này, quá trời mà mũ, mũ các công ty lữ hành, các công ty du lịch. Hạt này là hạt gì đây? Nụ hồng khô phó bản. Nụ hồng khô phó bản. Nụ hồng khô phó bản. Bán bao nhiêu đây ta? 250 ngàn. 250 ngàn một cái này làm gì? Bác cái bịch mà hôm qua mua 400, trên này bán 650. Không biết giá thế nào luôn. Cái này vẫn gọi cái bịch đó đó, 650. Củ tam thất ta 200 ngàn một lạng. Củ tam thất này 200 ngàn một lạng. Quá trời. Còn đây là trâu khô gác bếp. Trâu khô gác bếp các loại 600 ngàn một túi, 5 lạng nửa ký. Ai muốn mua trâu khô gác bếp không? Biết ăn có ngon không? Bên đây bán là sâm đá cao nguyên đá Hà Giang này bao nhiêu? Này không có giá hả trời? À 480 một tờ hũ. Còn cái này là gì đây? Bột củ tam thất ta 600 ngàn. Bột của thâm thất là bột máu tiêu viêm phòng chống đau hóa ổn định nguyên em. Còn đây thì thôi là mật ong các loại. Mật ong Bạc Hà, Hà Giang. Hải bằng Bắc Sung. À, bao nhiêu? 500 ngàn lít mật ong. 1 triệu nữa chứ, 1 triệu. Mật ong tam thất. Rồi. Đây mật ong hoa Bạc Hà 400-500 ngàn lít, mật ong hoa tam thất 1 triệu đồng, 1.400.000 một lít. 300. Đấy trà Hắc Kỳ Tử 230. Nhân quả ốc nhớ là, nhân quả ốc nhớ là bao nhiêu? 350. Trời ơi, trong này là đặc sản. Đặc sản miền Đông Bắc. Đông trùng hạ thảo. 1 triệu mấy một hộp này. Qua bên này chắc cũng vậy thôi. Trà dậu biếc là trà gì? 220. Trà dậu biếc. Dậu biếc. Này là các củ, củ cải. Một vùng cao. Không biết giá bao nhiêu. À 160. Đi vòng vòng bên đây coi xem nó bán gì nữa không. À tai chu khô. Tai chu khô là cái gì cũng không biết luôn. Đây nụ hoa tam thất này hôm qua mua dưới kia 820 bịch, mà trên này nó bán 650 một bịch. Giá cả không biết luôn. Đấy vậy. Đây có mấy cái áo của người dân tộc. Mấy cái áo, mấy cái khăn của người dân tộc. Ờ. Cái này là gỗ. Mấy cái áo người dân tộc. Các đồ về gỗ này.
đồ về gỗ rồi củ cải quyết vùng cao. Quá trời nhiều đồ luôn. Vô đây chủ yếu là ngó thôi. À, quang cảnh chủ yếu là ngó, mà nó bán những gì thôi chứ đâu có mua. Trà cổ thụ, trà cổ thụ 165.000, viên nghệ sữa chua mật ong chúa này, tinh bột nghệ 240.000, 240.000. Này là viên hà thủ ô này, hà thủ ô viên này không biết bán bao nhiêu đây. Quá trời. Hả? Em ốc chó này. Đây là táo đỏ này. Táo đỏ ta này. Giá bao nhiêu miên à, không thấy. Không thấy giá luôn. Nó chợ nhiều. Bên trong này là cái gì? Bột ớt. Bột ớt 250.000. Nó trời bột ớt. Đây nó bán mật ong quá nhiều. Táo đỏ ta. Mắc khén này. Mắc khén đặc sản Hà Giang này. Mắc khén 100 đồng, 100 đồng một hộp. Đây bảng giá luôn. Trà hoa vàng, 450, 450 một hộp. Mật ong, mật ong 250.000, 500.000 lít mật ong Bạc Hà. Đây hoa hồi tùng vải 50.000 một lạng. Hạt dối nếp Bắc Khê 400.000 một lạng, 4 triệu nửa tí này. Hạt dối nếp nữa này. Thảo quả cao bồ 500.000 là thảo quả. Còn đây là cây núi tính phòng the, rượu uống thử rocket 1 giờ, rượu rượu sâm đá, rượu ba kích. Ủa rượu ba kích này uống sao ta? Uống thử nè. Uống thử đi. Không uống. Uống chuyện đó có kết quả. Đây. Không được. Ủa cái này mà cái này mua về làm gì? Ngâm rượu hả? Ngâm rượu hả? Nó mà ba kích mà đúng mùa nó mà tươi mà đỏ thì ngâm rượu. Này nó ra một cái tí thôi này mà cái này nhà chồng mình ngâm được một ngày thôi đấy. Một ngày thôi hả? Mà ngâm một ngày mà một cái này rồi cả sông đá cả một cái bánh thân nữa. Một bông, một túi, nó thất ngược á. Chuối. Uống đi. Uống không? Không ạ. Chưa giả uống làm sao mà được. Rồi, đừng có điêu. Ôi bà ơi. Ra đây.
sắp đá rồi ném 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 đi. Toàn là đồ đặc sản vùng Đông Bắc Hà Giang không nha quý vị. Điểm dừng chân dốc Bắc Sum Đồng Văn. Đó. Rồi bây giờ đoàn lại lên đường đi. Lên đường đi. Đấy, sau khi đã dừng chân chụp cảnh, bây giờ đoàn đi thôi. Đoàn đi. Đó, chiếc xe này bây giờ sẽ leo đồi. Leo đồi, leo núi. Rồi, bây giờ sẽ lên. Giờ sẽ lên leo núi. Leo núi nha quý vị. Tha hồ quay cao nguyên đá Đồng Văn là điểm kế tiếp. Rồi, lên.